Hôm nay chúng con quy tụ tại nơi này để cùng cầu xin Chúa chữa lành cho người anh em chúng con Võ Thị Hai. Năm nay bà mới quy tụ với quán bà ở Sài Gòn. Chúng con xin Chúa đi đồng chăm sóc để chữa lành cho bà để thời gian quãng đời còn lại bà có điều kiện để bà tôn thờ các tính và đang tôn thờ là bà một thời gian để là tĩnh tâm để mà sống lại sao cho Cứu xin Chúa sáng sau cho chúng con được cái gì phải làm, cho mọi kinh mọi việc chúng con được khởi sự cho đến hoàn thành điều đó. Mấy nhân cha mẹ con không mà được hỏi. Chúng tôi xin thầy, hôm nay chúng con nhận một ca bệnh này, Phật tử đến đây tuy nhiên ở bên đây chúng con đang trị bệnh theo một hình thức là thuốc nam, nhưng mà trong quá trình tụi con điều trị thì nếu tụi con cảm thấy được thuyên giảm đến đâu thì tụi con sẽ nhờ bên đây can thiệp, tức là kiểm soát bệnh của bệnh nhân để chúng con về chúng con trị tiếp. Đó là cái cách mà chúng con đang trị bệnh thuốc nam. Thì ví dụ như bà đang trị ở đây thì chứng bệnh của bà cũng là một chứng bệnh nan y. Thì bà đã đi trị bệnh cách đây mấy năm rồi? Tôi trị năm ngoái, năm nay là năm đầu là đi đi bệnh viện Chợ Rẫy là nội soi để bà thử đường ruột. Còn tiểu đường thì ở nhà tôi cứ uống thuốc bắc, rồi xuống bệnh viện nó la nó do nơi bà uống thuốc bắc ảnh hưởng qua tới thận. Mà cuối cùng là bệnh viện chạy chưa? Bệnh viện cũng còn cứu, còn trị mà sao tôi nghe không hết. Uống thuốc nó còn đau, còn tức thốn ở trong tim, trong phổi. Nó hành như thế nào? Ban đêm ngủ được không? Ngủ được. Vậy ban ngày? Được, có cho thuốc ngủ mà nó nhẹ. Vậy ban ngày ăn được không? Ăn thì ăn được, ăn được mà ăn vô cái bụng nó đau, thương nó ngày, không tiêu, nó đau. Ngày. Cá rồi vậy bà, chứ tôi cũng không có tách thịt nữa. Bà đã rau, bà đã quy y bao lâu rồi? Dạ. Bà đã quy y được bao lâu rồi?
có quy y chưa? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đã quy y chưa? Chưa quy y. Thì có lẽ là bà chưa quy y. Do vậy mà bà chưa có hiểu thêm nhiều gì những cái lời mà Đức Phật đã dạy bà. Chứ nếu như mà bà có cơ hội và quy y thì các sư thầy sẽ dạy bà nhiều hơn về cái chân lý mà Phật đã dạy. Ví dụ như là Đức Phật ra đời thì Đức Phật thấy trong trời đất này có một cái luật, đó gọi là luật nhân quả. Thì Đức Phật không phải là người sáng lập ra luật nhân quả, nhưng mà Đức Phật thấy trong vũ trụ này có luật nhân quả. Phật chỉ cho Phật tử là con gieo cái gì gặt cái đó. Nhưng mà rõ ràng là do bởi bà chưa quy y, cho nên ngay chỗ này là bà là chưa hiểu. Mà hãy mình chưa hiểu thì mình gieo, mà hãy mình gieo thì mình gặt, không nè, mình phải gặt ngay thôi. Luật nhân quả là một cái máy siêu âm, không bao giờ mình trốn được cái siêu âm sạch hết. Mình làm cái gì thì mình sẽ gặp được cái đó ngay. Nhưng do bởi bà chưa quy y thì thành thử ra cái hiểu biết về bên Phật ít, và cuối cùng mình hiểu biết ít, cho nên mình là gieo nhiều, mình gieo những cái mình không hiểu. Thì giờ mình gặt cái là hội chứng của kích thích, mình gặt cái là thiếu máu tim cục bộ, mình gặt cái tim mạch dễ hồi hộp, mình gặt cái ngang nhiễm mỡ, rồi mình gặt cái cao huyết áp vô căng, mình gặt cái tiểu đường không phụ thuộc insulin. Gặt nhiều không? Dạ nhiều. Vậy nếu mà mình quy y Phật Pháp rồi mình đâu đến nỗi gặt vậy. Ủa vậy nói ngược lại, có những người quy y Phật Pháp, có những người làm sư thầy luôn, sao con cũng có những bệnh này? Phải vậy không thầy? Vậy thì cái chỗ này có cần phải giải thích. Bây giờ cha nói cái mà bà không quy y, bà chưa hiểu Phật, bà đang gặt cái này. Rồi lát nữa cha nói cái mà sao bà quy y rồi, bà hiểu Phật rồi, bà vẫn gặt cái này. Tháng nữa. Đó, giờ nó hai chuyện đúng không? Giờ nó chuyện thứ nhất, do bởi bà chưa hiểu được chân lý của Phật Pháp, cho nên bà phải gieo. Bà đã gieo, mà bà đã gieo thì bà phải gặt. Ngày xưa Đức Phật đã dạy các chúng sanh là mỗi một dạng vật đều có Phật tánh, đúng không nè? Dạng vật đều có Phật tánh. Dạng vật ở đây là ai? Là con người, là động vật, là cỏ cây, tất cả đều có Phật tánh ở trong đó. Nhưng mà mình đâu có nhìn ra là cỏ cây nó có Phật tánh, mình đâu có nhìn ra con động vật nó có Phật tánh, mình đâu có nhìn ra con người có Phật tánh. Mình chỉ nhìn ra mình thôi. Tao là một người ngon lành, tao muốn ăn con động vật là tao mần thịt ra ăn đi. Ủa, nó có Phật tánh đó. Thế nè, mình muốn nhổ cái cây nó dục ra nhổ. Ủa, nó có Phật tánh. Vậy Đức Phật nói dạng vật đều có Phật tánh, mọi thứ đều có Phật tánh. Thế mình không hiểu, cho nên mình cướp đi cái Phật tánh ở trong, gọi là mình cướp đi cái sinh mạng. Mà nên bên đạo Phật dạ mình ăn trai và ăn mạng. Ăn trai tức là ăn cây cỏ mang hạt giống, còn ăn mạng là ăn cái mạng sống, gọi là ăn mạng chống sinh chúng sinh. Thì mình đang nhờ cái mạng của chúng sinh, thì đương nhiên ngày nào đó mình sẽ trả lại mạng cho chúng sinh. Chuyện bình thường đó là luật nhân quả. Luật nhân quả gieo là phải nhận. Mình dai thì mình phải trả. Mà xưa nay mình sống bằng cái mạng sống của nó, thì bây giờ mình phải trả lại mạng sống. Bây giờ nói chút về bên đại chúng. Đức Phật nói là dạng vật đều có Phật tánh. Vậy thì con người, động vật, cây cỏ đều có Phật tánh. Vậy thì bên đạo Chúa nói là mọi vật đều ngóng ngóng đợi chờ ngài Chúa cứu độ. Giống nhau, đâu khác gì đâu. Chúa thì dạy con người là mọi vật, mọi loài thọ tạo, là động vật, con người và cây cỏ, là mọi loài thọ tạo sinh ra từ đất.
và mọi loài đó đang ngông ngóng đợi chờ ngài Chúa cứu độ. Thế mình sống mình cũng nhờ Chúa ban ơn, nhờ Phật gia hộ, đúng không? Thì con động vật nó cũng nhờ Chúa ban ơn, nhờ Phật gia hộ. Cây cỏ nó cũng nhờ trời ban ơn, nhờ Phật gia hộ. Trời mưa xuống thì cây cỏ nó tốt không? Nhỏ xương cây cỏ tốt không? Đó là một hình thức là trời ban ơn, Phật gia hộ. Mà mình không để cho nó những xương để cho nó sinh qua kết trái cho mình ăn, mà mình lại mình nhổ động luôn. Bây giờ đến mức mình nhổ một cái cây cũng hợp lý, cũng có tội. Thầy có công nhận không đây? Mình nhổ một cái cây không hợp lý mình cũng có tội. Tại vì sứ mệnh của cái cây là nó sinh qua kết trái để mà nuôi dưỡng con người. Cái sứ mạng của nó là như vậy. Còn cái sứ mạng của con động vật là làm đẹp cho vũ trụ và trang trí cho con người, phục vụ cho con người. Còn cái sứ mạng của con người là phục vụ Thượng Đế, phục vụ Đức Phật, phục vụ Tăng Pháp. Các con nói tới Tăng mà bạn nhớ tự nhiên. Mà là người chưa được quy y thì nguyên tắc là các thầy không biết tới bà, không hiểu bà đâu. Nhưng mà bà hãy nhớ hôm nay Đức Thầy, sư Thầy đã dẫn bà đến đây thì bà quá lẽ còn phước lắm. Và khúc sau bà phải bòn từ những khúc để trả lại cho đời nhé. Ở bên Phật Pháp có câu là Phật Pháp khó nghe, thân người khó được. Cao tăng thì sao? Cao tăng khó gặp. Lời của Phật dạy mình nó khó nghe, vì nghe không hiểu, mà hiểu rồi làm không được. Cho nên gọi là Phật Pháp khó nghe. Phật biểu mình là phải buông xả, phải từ bi, phải hỷ xả. Mà mình thì mình phải gom vô. Mà Phật biểu mình buông ra. Vậy thì lời đó khó nghe hay dễ nghe? Khó nghe. Còn thân người khó được. Cái thân người này nè, đối với mình giáo lý của nhà Phật thì mình được đầu thai lại làm người là mình may mắn lắm rồi. Có khi mình kiếp sau mình đầu thai lại làm này làm nọ làm kia chứ không dễ gì được làm người. Mà mình được đầu thai lại được làm người là quá quý. Gọi là thân người khó được. Mà mình được làm người quý quá. Còn cao tăng khó gặp. Đại diện cho Đức Phật, không có phải mà mình muốn gặp là mình gặp. Mà hôm nay Đức Thầy dẫn bà đến đây, có phải phước báo của bà lớn vô cùng. Đây là một cái đạo lý kiểu mà là chân lý của nhà Phật. Bà phải quý trọng sư thầy. Và ngày hôm qua bà thương các sư các thầy có một không, hôm nay các sư các thầy dẫn bà đến đây để cứu mạng bà thì bà phải thương hết luôn, phải không con? Ngày hôm qua tụi con có biết thầy ở đâu, có biết chùa ở đâu. Từ cái ngày mình sinh ra đến cái ngày hôm nay mình bệnh nè, mình nghe nói tới chùa mình nghe thấy cái thùng Tam Bảo chạy không. Hôm nay mình nguy hiểm quá, thầy đến giúp mình. Ơn này lớn. Cho nên hồi nãy thầy có nhắc bà là phải ráng cố gắng nghe theo ban nhiệm trợ để mình chữa bệnh, phải không? Ơn này lớn nha. Ngày hôm qua mình không biết chùa đâu, mình cũng không biết thầy đâu, mình cũng không cần dòm ổng, mình cũng cần hỏi ổng, mình cũng cần nghe ổng. Các thầy, các ni, các cha, các ai, tôi quan trọng là tôi, và tôi muốn ăn cái gì cũng được, tôi muốn làm gì cũng được, tôi muốn gì tôi muốn. Đến ngày hôm nay mình bệnh cái không có thầy rồi, sao bà ngồi đây được đấy, phải không? Cho nên sau cái cơn bệnh này bà phải tỉnh ngay, bà phải tỉnh ngay liền tại chỗ rằng tôi phải tu tiếp và tôi phải cứu đời bằng cách nào đây. Những năm tháng mà tôi đang ở ngoài biển, có thầy là cái phao dẫn tôi về đây để cứu bà. Vậy thì bây giờ từ ngày hôm nay đến ngày tôi hết bệnh, tôi phải biết nghe lời thầy như thế nào để tôi được hết. Và sau cái hết bệnh đó tôi phải làm những điều gì mà Phật đã dạy? Đi quy
sau cái căn bệnh này phải vô chùa tìm thầy quy y ngay để giữ năm giới, năm giới cấp, không sát sanh hại vật, không có lưỡi lân chiều, không uống rượu, không gì nữa. Năm giới sau cái căn bệnh này rồi phải trở về chùa quy y để rồi sống những cái điều đó, đó cho nó đúng cái con người mà mình đang thờ Phật ở dưới thế này nha. Còn thời gian còn lại đó mình phải sám hối, mình phải tụng kinh sám hối để mình trả lại những gì mà mình đã gây ra nha. Đó là những cái cha nói về đạo lý cho bà nghe nha, là những cái cha khuyên mà. Chứ bà không được theo cha, bà hết bệnh mà không được theo cha, theo thầy quy y, mà phải quy y Tam Bảo nhé. Quy y Tam Bảo là quy y gì? Đó, thầy giải rồi đó. Tam Bảo là ba ngôi đó nghe không? Tam Bảo là ba ngôi đó anh thầy. Ba ngôi Phật, Pháp, Tăng gọi là quy Tam Bảo. Mà bên Phật gọi là ba ngôi nhé. Phật, Pháp, Tăng. Phật, Phật là lời của Phật nhé. Phật là Phật, Pháp là lời của Phật. Phật, quy Phật để quy Pháp, quy Tăng nhé. Tam Bảo nha, để nhắc bà chỗ đó nha. Chứ bà không được theo đạo nào hết. Bà là đạo Phật là phải trở về với Phật, về cõi Phật, nhất định phải về cõi Phật cho bằng được. Từ nay đến ngày tôi chết tôi phải về cõi Phật, tôi phải về cõi Niết Bàn, tôi phải theo Phật để tôi theo Phật của tôi, theo chân Phật về cõi Niết Bàn. Đó là cái cha khuyên bà nha. Còn bà theo đạo khác cha không khe, không khoái. Bà giờ có theo đạo nào cha không thích. Vì hôm nay bà đã được cứu mạng nhờ Đức Thầy. Đức Thầy đã từ bi nhĩ xã, nhất định sau này bà phải lên, bà phải về cõi Phật của bà nha. Đó. Vậy thì tất cả những chứng bệnh này mà hôm nay bà gặp phải đó là tại bà không hiểu luật nhân quả. Luật nhân quả của Đức Phật rõ như ban ngày là không được sát sanh hại hại vật. Mà bây giờ hàng ngày là bà ăn mạng của chúng sanh, mà ăn mạng của chúng sanh là Đức Phật đã thấy trong trời đất này có một cái luật nhân quả là mày không được sát sanh. Mà mày sát sanh thì đương nhiên là mày phải đền trả thôi. Đó là Phật đền trả. Đó là vậy, cái nguyên nhân dẫn đến bà là do bà sát sanh hại vật. Đó là một chuyện đầu tiên mà chưa nói những chuyện khác, chỉ nói chuyện sát sanh hại vật thôi. Rồi nói về mặt khoa học là bà, sau khi bà sát sanh nó rồi bà lại ăn thịt nó nữa. Mà đối với khoa học là cái thức ăn đó là thức ăn không nano. Khi mình ăn vào cơ thể mình thì nó tan biến đó. Nhưng mà nó vào cái dòng máu của mình, một ngày nào đó nó đọng lại, cái tế bào nó chết đi, nó trở thành tế bào chết. Rồi bắt đầu nó quậy quạng trong người mình. Nó gọi là dòng máu quạng thức, nó quạng lên, nó ung thư, không có gì cả. Còn nếu mà phải chi mà từ đó đến giờ bà ăn cây cỏ mang hạt giống thì đó là thức ăn nano, thì bà đâu có dễ dàng bệnh tật như vậy. Vậy là nãy giờ nói cái cách bà bệnh như vậy. Ủa như vậy là cha nói à, như vậy này cha, thưa cha, con đi tu từ nhỏ con ăn cây cỏ mang hạt giống mà sao con cũng bệnh cha? Thế nè, vậy trả lời sao? Thưa, ở bên đạo Phật dễ, do cái chủng tử của mình nó đã bị bệnh rồi. Cái chủng tử là gì? Đó, cái hạt giống. Cái hạt giống nó trắng ra là cái tinh trùng của cha mình, là tinh trùng động, động vật. Chứ mình nói hạt giống nhiều khi mấy người không hiểu. Cha nó trại ra, cha nói rõ luôn. Ngày hôm qua ba mình ăn động vật,
thì dòng máu của ba mình là dòng máu động vật, có hạt giống động vật trong đó. Thì ba mình, tinh trùng của ba mình là tinh trùng động vật, thì ăn ở với má mình cũng ăn động vật, đẻ ra mình là con động vật chứ có gì đâu. Hả không nè? Cho dù con có ăn chay chăng nữa, con vẫn bệnh vì cái hạt giống động vật, chủng tử động vật. Còn cha nói tinh trùng động vật cho rõ, những hiểu vô cùng, hiểu chưa? Mà khoa học kết luận con người là động vật bậc bậc cao, con người là động vật bậc cao. Mà khoa học lại nói con người không được dung nạp động vật, không cho phép mình dung nạp động vật, mà mình cứ ăn động vật mãi thì đương nhiên mình phải bệnh ngay. Và mình cứ ăn động vật từ nhỏ đến lớn thì đến một ngày nào đó lục phủ ngũ tạng của mình nó yếu đi, thì cái gọi là cái tế bào của động vật nó chết, nó tụ lại một chỗ, nó làm cho mình bị ung thư nha. Hiểu không con? Hiểu không con? Dạ không? Ăn chay không? Chắc ăn không? Thôi cha không cần hứa với cha, cha không quan tâm chuyện hứa với cha, cha quan tâm con hiểu hay không. Con nhớ nè, con hứa với cha là cha ừ là cha chết cha. Đức Phật dạy làm sao? Đức Phật dạy nói: này các chúng sanh, đừng nghe những điều ta nói, mà hãy nhìn những điều ta làm. Đúng vậy không? Cho nên đừng hứa với cha. Không phải xin lỗi, cha dạy cho con hiểu vậy. Con hiểu, con về tự con ăn chay để con bệnh. À, mình thấy bệnh nhiều không? Sợ là phải không? Bệnh nặng không con? Con sợ, con hứa với cha, con không dám nhìn vậy. Mà hàng tháng cha phải cho xuất viện ra những ca ung thư, chữa lành ngược đó là. Mà cha chữa lành bằng chính cái thức ăn là cây cỏ, thức ăn nó đúng. Cho nên thôi đừng hứa với ai. Phật nói này, những điều ta nói đừng nghe ta nói. Đừng tính liền. Vậy ha. Vậy còn nhiều điều mà các cha và các thầy ở đây hiểu về Phật, về Chúa, nói như Đức Phật nói như này các chúng sanh, hãy nhìn một cái nấm lá trên tay của ta với một cái nấm, một cái rừng lá, rừng cây, lá làm gì? Lá trong rừng nhiều hơn mà lá trên bàn tay Đức Phật. Cái tên Đức Phật nói những điều ta nói cho các chúng sanh nghe có giống như một nấm lá ta cầm, còn những điều ta hiểu giống như một rừng lá. Vậy thì các cha và các thầy ở đây hiểu nhiều hơn bà hiểu, nhưng mà giờ làm sao nói cho bà hiểu hết đấy. Thôi thì tóm lại, bà ăn sai thức ăn mà bà đã mang căn bệnh này, mà bên đạo Phật gọi là bệnh nghiệp chứ. Bệnh này gọi là bệnh nghiệp, cho nên hãy đã nói bệnh nghiệp thì thuốc nào đâu chữa. Cái nghiệp đó nó đeo đẳng mình đến ngày mình chết, rồi mình chết rồi nghiệp đang theo luôn. Chứ mình đừng tưởng mình chết rồi mình được siêu thoát, không có chuyện siêu thoát ở đây. Mình sẽ đầu thai ở kiếp nào đó là nói theo Đức Phật. Còn đạo Chúa thì mình ăn động vật thì mình chết, mình đi đâu? Nói theo Kinh Thánh là mình chết là mình thành đất, chứ không có chuyện là Chúa gọi con về ở đây. Chúa nào đó mà gọi con về không? Con hân hoan như trong một giấc mơ, không có chuyện này. Nó là mình mơ, mình mơ vậy đó, chứ không có chuyện mà khi Chúa thương rồi con về hồn còn hân hoan như trong một giấc mơ, không có. Vì Chúa đã nói rồi, e dông ăn động vật Chúa cho ra khỏi vườn địa đàng, ăn cỏ xanh và chết về đó, chứ không có chuyện hồn con hân hoan như trong một giấc mơ. Bên đạo của con là vậy đó, khi ăn động vật đó là cái gương sáng nhất, là e dông nhẹ dàng. Khi ở trong vườn địa đàng, Chúa dạy ăn cây cỏ mà dốc, mà hai ông bà cãi định Chúa ăn động vật, rồi ăn trái cấm là ăn con động vật, thì sau đó Chúa phạt ra khỏi vườn địa đàng và Chúa không cho ăn cây cỏ mà dốc, mà ăn cỏ xanh. Mà cỏ xanh là ai ăn? Là con động vật đó. Chứ mình cũng được ăn, mà ai dông nhẹ dàng phải ăn cỏ xanh và chết về đất, chứ không có về động. Chết là cuối thành đất, thành tro, thành bụi, chứ đâu có chuyện mà khi Chúa thương rồi con về hồn con hết quá không có. Đó là anh mơ như vậy đó, chứ thực tế anh cũng được. Còn với tao Phật, anh ăn động vật như vậy thì anh chết, anh sẽ đi về kiếp nào? Con sáu cậu
hắn này sáu cõi, bà nhớ sáu cõi đâu? Súc sinh ngạ quỷ a tu la nhân dân. Thôi cha muốn có nhiều sợ múa rìu qua, múa rìu qua mắt tợ. Xin lỗi thầy nhé, sợ múa rìu qua mắt tợ. Rất quan hệ nha. À, hôm nay tụi con nói chuyện với bà như vậy thôi, rồi hàng ngày tụi con cũng sẽ cố gắng cho bà để bà hiểu thêm nha. Hôm nay bà sẽ hiểu rằng cái thức ăn của bà như vậy đó là bà đã sai, bà bệnh mới bệnh. Thì bây giờ bà trở về đây, cha mới đưa bà trở về một cái thức ăn mà thức ăn dành cho con người của bà đó. Bà sẽ được hết bệnh thôi, không có khó trị đâu, bệnh này không có khó trị, nhưng phải theo pháp đồ nha, tập cho cha đuổi nha. Con mọi người có chia sẻ chưa? Có biết cha đuổi không? Đuổi dữ lắm mà cha đuổi ngọt vô cùng nha, cha đuổi lẹ chứ nha. Bây giờ ở đây cha cứu mạng nha, cha cứu cái mạng mình à. Như vậy mình làm tập cho cứu không được. Cha luyện cho con cái phao ngoài biển á, ra cha biểu con hơn cái phao đi. Chờ cha kiếm cách cha lội ra cha cứu vô. Mà cha luyện cho con cái phao rồi con ôm phao con lội vô là cho chết á. Con ôm cái phao con đứng đó đi. Con cứ ôm cái phao ở ngoài đó, rồi cha có cách cho tìm cách cha lội ra. Nhiều khi cha tìm cách tới chiều cha mới kiếm được chiếc xuồng cha lội ra, nhưng vẫn ôm cái phao ra vẫn sống. Mà cứ ôm cái phao rồi cái bài đặt tà lẹt không à, kéo qua kéo lại lội vô chết thục, lạnh chết cấm. Giống như những người ở đây đến đây cho chữa bệnh cho dặn như đó, cứ nghe lời cha mà để cha chữa cho, còn cứ nhoi qua nhoi lại đưa lên bệnh viện khám rồi còn nhoi tới nhoi lui về nằm chờ chết, và con bà nằm chờ chết theo. Nãy giờ sáng nay tụi con nghe rồi đó, sợ không? Sợ mà ở đây tôi chữa hết rồi mà cứ nhoi tới nhoi lui nhoi qua nhoi lại là tưởng mình lội dễ lắm. Ở ngoài biển mà con biết đâu con lội vô, con có biết chỗ nào là bờ mà con lội vô. Hiện bây giờ con giống như con đang ở ngoài biển vậy đó, gặp cha gặp thầy là gặp cái phao rồi đó, ôm cái phao đó để người ta đem thuốc cho mình uống, để người ta chỉ cho mình ngủ, để người ta chỉ cho mình ăn, rồi đến khi người ta cứu sống mình là mình thả trong bờ vô, phải không? Hiểu chỗ này không? Hiểu rõ không? Hiểu rõ luôn, hiểu rõ luôn thì phải nhắc má mình và cha dặn trước không có được đài ải con cái. Chừng nào nó cái nhiệm vụ của nó là con thì nó phải lo cho cha mẹ, chứ mình không nghĩ mình ta đẻ mày ra ỉa mày cũng phải rửa đít, uống nước mày cũng mang nước cho tao, rồi ăn cháo mày cũng bế cho tao, rồi tóc mày cũng phải cho tao. Không được chuyện này, con kiến cắn cũng la làng lên, không được làm khổ con, làm khổ con cái của mình. Rồi con cái của mình nó thấy má mình đau, nó đâu biết đau kiểu gì, con quản hồn nó đi chỗ khác rồi là nó đi chứ. Cha nói là tới đây là cái cửa sống cao, cửa chết thấp. Nhưng mà không nghe lời cha là cái cửa chết nhanh lắm. Đi ra khỏi cổng này là tiêu đó, sớm muộn là tiêu, bị bệnh tử quá. Bản án tử hình nó có đây nè, đây là bản án tử nè. Phải vậy không? Đây là giấy tử nè. Vậy thì nếu đến với cha là ta xóa cái giấy này nè, mà không nghe lời cha sao ta xóa được? Mà ở đây đâu phải cha xóa mình, mà cha xóa nhiều bản án lắm rồi, cha xóa nhiều ca lắm rồi, chứ phải cha mới chữa cho bà người đầu tiên đâu. Cho nên ngày hôm nay mà cha còn nhận bệnh bà, phước bà còn lớn đó, phước bà còn lớn đó. Chứ cha không nhận bệnh bà rồi bà cầm cái bản án này đi chờ chết, phải vậy không? Chờ. Cho nên cha dặn bà kỹ lưỡng như vậy nha, đó là những cái cha dặn bà. Rồi trong quá trình khám bệnh mà có chết chóc thì phải vui vẻ mà chết, bởi vì người ta đang cứu sống mình mà. Rủi lỡ ngủ đêm tới sáng mình bị trúng gió trong đồ mình chết, mình thưa ta sao được, con hiểu không? Mình không được làm ngược như vậy. Vì thế mà cha mới nhờ thầy đến đây để chứng kiến, mà lỡ mà có chết đó chị tử mà vui vẻ mà chết. Bởi vì ở tất cả các bác sĩ ở trên trần gian đang bó tay, đang bó tay bà hết rồi. Thì giờ còn chỗ này, chỗ này người ta ráng cứu mình, mà lỡ mình có chết mình cũng vui vẻ mà chết, đâu có gì đâu buồn. Mà nếu mình sống đợi vinh quang biết mấy. Nhưng mà ở đây ta cố gắng thì cứu cho mình sống mà, chứ người ta đâu có khùng để cho mình chết đâu. Nếu để cho mình chết ai rước mình vô đây, rước người chết vô nhà làm gì thầy? Hả nè, rước cái người bệnh để cứu sống, chứ ai rước người bệnh để mà làm sao chết không nè. Hả nè, nhưng ngược lại ở đời gọi là lưỡi không xương nhiều đường lắc lét, miệng không dành méo mó tứ tung. Tuy rằng bà biết chữa bệnh cho bà chết
bà không thưa kiện, nhưng phải làm giấy. Rủi mẹ bố, bà không làm giấy cái miệng méo mó tứ tung của bà thưa ai chịu nổi. Đại cha mới nói con cái nhau lưỡi không xương nhiều đường lắc lét, miệng không dành méo mó tứ tung. Bà phải làm cái giấy này để mai mốt cái miệng bà không được méo, lưỡi bà không được có xương, không được nói vậy. Phải không nè, con hiểu không? Và ngay từ chỗ đó mà cha và sư thầy và mọi người ban diện chẩn mới mạnh dạn mà chữa bệnh. Đúng không con? Vậy con chấp nhận con ký giấy vô nha. Rồi đó là những cái mà cha nói chuyện với bà xong rồi đó nha. Rồi nguyên tắc ở đây là bà đã hiểu quá rồi, nên cha không nói thêm. Nếu bà không hiểu nữa thì bà mở mấy cái clip lên mà con. Hôm nay con coi clip chưa? Con nhiều hiểu rồi ha. Vậy hiểu cha cũng đủ nhiều phải không? Rồi. Bây giờ con nói với thầy một chút về cái tình cảm với thầy á. Con rất là cảm phục thầy ở ngay cái chỗ là thầy chưa rành Phật tử này lắm mà thầy nghe là thầy đi cứu liền. Ngay cái chỗ này con nhớ là một cái câu chuyện của Đức Phật ngày xưa đó. Này con kể mà có sơ sót thầy cũng tha thứ nha, để con có chuyên bên đó. Nhưng mà con nhớ lại giống quá, con mới vui quá mà kể. Ngày xưa đó, khi mà Đức Phật là bỏ hoàng cung ra đi, thì Đức Phật đi khổ tu, tức là ngồi trong cái rừng, ngồi trong rừng đó, rồi mỗi ngày ăn một hột mè, rồi tu với năm đồng đạo. 6 năm như vậy mà thấy không thành đạo gì đâu. Thế thì Đức Phật mới tỉnh ngộ mà. Đức Phật mới nói là bây giờ thôi, bây giờ tu kiểu này là tu không được, tu không đắc đạo. Cho nên Đức Phật mới bỏ các đồng đạo của mình. Thì khi Đức Phật bỏ như vậy, các đồng đạo mình quả khó chịu, khai trừ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn cố gắng là đi tìm cách nào đó để cứu người. Thế thì khi đó Đức Phật mới bỏ đồng tu của mình, Đức Phật đi xuống một cái con sông để tắm. Thì khi trước khi Đức Phật xuống con sông tắm thì Đức Phật trên đường đi thì cũng té mệt xỉu tối quá, ăn ngày không mà xỉu tối. Thì có một chị phụ nữ nào đó đi ngang qua, thấy là một vị đạo sĩ té như vậy, thì vị phụ nữ này đang đội ly sữa trên đầu, xông xuống cho đạo sĩ là Đức Phật uống miếng sữa. Đức Phật tỉnh lại, Đức Phật thấy mình khỏe ra, Đức Phật mới xuống sông tắm. Đức Phật mới lộ ra một con đường trung đạo, Đức Phật đi tiến. Đức Phật mới đến một cái nơi khác, Đức Phật tìm ngay cái cội bồ đề, Đức Phật ngồi đó. Đức Phật ngồi đó, Đức Phật nói với Đức Phật rằng: tôi sẽ ngồi đây, đến khi nào tôi ngộ đạo thì tôi sẽ đứng dậy đi. Mà tôi ngồi đây mà chừng nào tôi không ngộ đạo là tôi ngồi tôi tan xương nát thịt. Trong khi Đức Phật ngồi đó thì có một chú nào mà đi cắt cỏ cho bò ăn. Em về thì gặp Đức Phật ngồi, nói chú này mới dâng cho Đức Phật, cúng dường cho Đức Phật cũng bó cỏ. Đức Phật nói: ngươi cho ta như vậy thì ngươi lấy gì cỏ cho bò ăn? Chú này nói là: con đi cắt cỏ này thơm lắm, Phật ngồi Như Lai ngồi đó. Đức Phật ngồi. Trong khi đó Đức Phật ngồi đâu phải là yên ổn đâu, có ma quỷ nó đến nó cám dỗ, nó làm đủ điều trên đời này. Nhưng mà sau đó Đức Phật ngộ ra cái kinh đầu tiên, đó là kinh, biết không? Đã. Ở bên đạo Công giáo là tám món phước thần, bên đạo là bên Phật là bát chánh đạo. Thì khi mà Đức Phật ngộ ra cái kinh bát chánh đạo rồi thì từ đó, từ chỗ đó Đức Phật đi hoằng pháp, tức là đi giảng đạo. Thì Đức Phật đi tới đâu là giảng, là kể cả ông cấp cô độc mà ông nghe như là rót vào tai, nghe im ái như rót vào tai, kể cả ông cấp cô độc. Đó. Thì lúc này đây là năm người đồng đạo của Đức Phật thời đó nghe Đức Phật thuyết pháp về bát chánh đạo, bắt đầu là năm người đó đi theo Đức Phật, mà trước đó là khó chịu. Thế thì bây giờ từ chỗ đó Đức Phật mới ngộ ra được bát chánh đạo và mới đi thuyết pháp cho mọi người. Hôm nay thầy cũng vậy. Thầy cũng là một người đang tu như vậy, mà thầy cảm thấy rằng bây giờ có một Phật tử đến xin thầy chữa bệnh, tự nhiên thầy ngộ ra thầy dẫn đi chữa bệnh. Đó y như là Đức Phật thấy cái con đường này như vậy, đi con đường này tiếp để cứu người. Thầy cũng vậy, đang đi con đường này gặp một người này dẫn đi cứu người tiếp tục. Thầy thấy đó là cái phước báo của thầy còn đó. Con cảm kích thầy chỗ này, và con cảm thấy thầy giống như cái hình ảnh đó. Chúc mừng thầy.
và bên con là cầu xin Chúa để chúc phúc cho thầy, còn bên thầy thì xin Phật gia hộ cho thầy nhé. Biết đâu mai này thầy còn sẽ có cơ hội dẫn nhiều Phật tử nữa. Và điều mà con mừng nhất đó là con cũng mong mỏi cứu giúp cho những người gọi là những người Khmer, những người dân tộc Khmer, để mình giúp cho họ được gì đến đó. Cho nên con ở đây ở gần cái người dân tộc Khmer, mà đặc biệt là thầy là người dân tộc Khmer nữa. Cho nên giống như con nãy con nói với thầy đó, mỗi tuần con có thể ủng hộ thầy 100 bình nước, và mỗi tháng có thể ủng hộ thầy là 500 ký gạo để thầy giúp cho những người Khmer mà nghèo khổ. Thầy cứ về thầy bàn với sư trụ trì nhé. Có gì là mỗi tháng tụi con chở gạo xuống, mỗi tuần tụi con chở nước, chở bình nước không, chở bình nước nguyên, máy nhỏ không vậy. Thầy cứ ngồi đó thầy cho tụi con có xe cộ, con chở đi ủng hộ thầy để thầy giúp cho những người Khmer. Những người đó là những người anh em. Ở đây tụi con không phân biệt chính trị, chủng tộc, màu da, thứ tộc, ngôn ngữ, không phân biệt. Nếu ở đây tụi con phân biệt là tụi con không chữa bệnh cho ai cả, tụi con chỉ chữa bệnh cho ở nhà thôi. Thành thử ra tụi con không phân biệt ai hết, mà tụi con tất cả những ai có đủ điều kiện tụi con đến đây tụi con sẵn sàng ủng hộ liền. Giống như Đức Phật đi tìm một con đường trung đạo, trung đạo giờ đây là cứu người chứ không có chuyện mà phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tộc mua không biết. Đó là cái mà con hiểu được sơ sơ về Phật. Nếu có gì sơ sót thầy cũng thông cảm cho. Những cái là con hiểu vậy. Xin thầy có ý kiến gì để dạy dỗ chúng con thêm. Có nhắn nhủ gì cho những người bệnh? Thứ nhất là để thắng cái bản cái tâm của mình, tôi chỉ những thứ mà tôi tìm ta nói gì á, nhưng mà khi mà mình làm không được đó là sao, là cái tâm của mình không thắng được. Bây giờ thứ nhất là cô phải cố gắng là vượt qua cái tâm, cô phải nhận lại, cố gắng để làm theo sự hướng dẫn của bên thầy ở đây. Cái gì cũng phải nó có thời gian đó, thuốc á theo mà sự nghĩ á chút tài đôi khi là muốn tiền giảm đi, nhưng mà cái tài thì nó phải thời gian là thời gian. Cố gắng nha, thầy đã khuyên bà hết mình rồi nha. Rồi thì bây giờ bà sẽ ký một cái đơn ở đây là đơn xin khám chữa bệnh. Trong cái đơn này nói rõ nội dung là sau khi bà hết bệnh rồi thì bà được chữa miễn phí, bà không có phải trả tiền nha. Cho nên bà phải ký vào đây để mai mốt bà hết bệnh rồi thì ở đây không đòi tiền bà, mà khi bà ra viện rồi bà cũng không nói ở đây lấy tiền đâu, thì bà không ký vào đây nha. Đơn này là đơn xin chữa bệnh mà nói rõ là tôi bị bệnh hiểm nghèo, tôi không có tiền trả chữa, xin ở đây chữa miễn phí cho tôi nha. Để bà nên ký vô đây. Con tôi nó ký được không? Ba ký. Mắt tôi không có thấy. Đáng ký vô, đáng ký giùm vô bạn. Để con tôi nó ký chứ tôi không thấy. Vậy con đại diện cho má con ký nha. À. Rồi đại diện ký xong rồi con để là đại diện cho mẹ. Dạ con ký đây. Đúng rồi, ký vô, ký ghi rõ họ tên con, viết chữ là đại diện cho mẹ. Viết ký với tên con vô. Như vậy đó, ở đây là làm giấy hồ sơ phải rõ ràng, để không thì mình bị lủng củng lắm sao, mình trị bệnh không bị lủng củng. Nên mỗi lần tụi con nhận bệnh là phải có người lớn đại diện. Rồi như vậy thì con của bà đã ký đại diện cho bà nhé. Coi như là cái giấy này là bà được chữa bệnh không tốn tiền nha. Chữa bệnh miễn phí mà không tốn tiền. Nhưng cha đã ký vô đây rồi. Thì coi như là thấy không?
chữa thương cho con ấy. Thì coi như là bà được chữa bệnh miễn phí cho đến ngày về bà không phải tốn tiền, chỉ có đóng tiền nhà trọ với tiền mua gạo của cháu thôi. Thì cái đó thì đương nhiên ai cũng vậy nhá. Thêm một cái đơn thứ hai là cái đơn giấy cam kết khám bệnh. Cái giấy này quan trọng nữa nè. Giấy này nếu mà bà bỏ phòng đi, bà bỏ nhà, bỏ cửa, bà ăn tật phát đồ là bà bị đuổi ngay nha. Bà không được phép xin xỏ. Mà hôm qua nay mọi người đã nghe chia sẻ rồi nha. À, nếu bà có chết là vui vẻ chết ở đây đem về chôn, mà nếu có sống thì vinh quang đó. Thì như vậy tụi này mới dám chữa nha. Ở đâu cũng vậy, bây giờ bà đến Mỹ mà chữa bệnh cũng vậy đó. Trước khi muốn chữa cái gì phải ký giấy vô, không được làm khó. Bây giờ tạm thời con đi thẩm mỹ sửa mũi thôi, hay sửa mắt, hay là nâng ngực, vân vân, con cũng phải ký cam kết là chết không ở tù, không thư kiện, chết không thư kiện người làm cho con, thì người ta mới làm cho con. Thì ở đây cũng vậy nha con. Con có đồng ý vậy không? Đồng ý không? Vui vẻ mà chết ở đây, hoặc là thông quan về nhà sống tiếp nha, được không con? Con là con hả? Con có vui vẻ cho má con ký này không? Rồi, vậy thì con ký đại diện cho má con. Ký đại diện cho má con. Không, ký một chữ thôi. Ký như nãy vậy. Nhìn cái này đây là dấu hiệu cho thấy mình là mình được chữa bệnh miễn phí rồi mà. Rồi tiếp theo là con ký bảo lãnh cho mẹ con. Ký ghi đâu mà tên? Cho nên bà thấy mỗi một lần làm một bộ hồ sơ khó lắm, không phải là đơn giản mà làm ngày hôm qua được. Các thầy này bệnh nhân khám bệnh không có ấn kiến minh phù ngọc tỷ ngọc tét gì đem đi hết rồi, cho nên bữa nay mới có người làm giấy. Phút sau là xin thầy ký xác nhận cho em nha thầy, xin thầy ký xác nhận là người làm chứng. Dạ, yeah, tên nào cũng được, miễn là tên nó của thầy. Rồi con cũng kể cả con cũng ký vô đây để làm bằng chứng cuối cùng. Rồi đó thầy, đây là tất cả mọi người chúng ta cùng ký với nhau hết rồi, là coi như mình cùng lên xuồng để mình cố gắng trị bệnh cho bạn nha. Thì khúc sau thì cha giao lại cho ban viện chẩn để ban viện chẩn lo thu xếp chữa bệnh cho bà. Ngày về thì không được đòi hỏi nha. Trong quá trình chữa bệnh thì cha đưa đi đâu thì đi đó. Ví dụ như đang bệnh, đang ở nhà trọ mà cha muốn về đây là phải về. Cha muốn ở lại đây một hai đêm thì phải ở để cha nghiên cứu bệnh ha. Rồi cha muốn đi lên Trà Vinh thì đi, mà cha muốn lên Sài Gòn thì đi nha. Thì như vậy cha mới chữa hết bệnh được. Còn nếu mà giờ cha chữa bệnh theo ý bệnh nhân, cha chữa không hết, cha chạy luôn, chữa không được mà cha chạy luôn nữa nha. Đó là những cái cha nhắn nhủ bà nha. Cuối cùng thì chúng con cảm ơn sư thầy đã cho chúng con có cơ hội để chúng con phục vụ cho những Phật tử, nói chung là chúng sinh đấy. Nói chung là chúng sinh đấy. Thì chúng con cũng rất là hân hoan, vui mừng, hoan hỷ để có cơ hội phục vụ cho chúng sinh. Xin chú chúc lành cho mọi người nha. Cuối cùng mình nghỉ thôi thầy ha. Con mời thầy cùng xuống dùng cơm với tụi con nha. Xin nhân cha và con và sáng danh với chú cha và con nhận. Bây giờ ràng đói và đời đời cảm phục là Chúa Giêsu, Chúa vừa nghe chúng con
tâm tình để trị bệnh cho một người chị em. Xin Chúa chữa lành cho người chị em này. Con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Chúng con nguyện vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn mình lên chốn nghỉ ngơi, xem nghe mà xin Chúa trời sáng lắng nhìn để yêu phụng. Rồi, chúng con cảm ơn Thầy rất là nhiều. Bây giờ xin mời Thầy ban diện chẩn với bệnh nhân vô đó một lần. Thầy đưa tới phòng, Thầy hết trách nhiệm. Thầy đưa bệnh nhân Thầy vô tới phòng khám bệnh, Thầy sẽ hết trách nhiệm. Để Thầy thấy các Thầy cứu bệnh. Sau đó con mời Thầy xuống trường cô. Xin mời Thầy qua đây. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hợp tâm đầu ở đây chứa chan muôn.